Liên Thành Quyết Tác giả Kim Dung Hồi 2, Lâm Cảnh Ngục Tù Tiếng binh khí chạm nhau liên miên bất tuyệt, bỗng một làng ngân quan. Lóe lên, một thanh kiếm văng về phía đám gia nhân làm chúng hoảng kinh ù. Chạy tán loạn, một thanh kiếm văng về phía bàn tiệc, có cả một thanh bay. Bỗng lên cắm vập vào xà nhà. Nhìn vào trường đấu thì thấy bốc thản, ngô. Khảm, Phùng Thản, Thẩm Thành đều bị Điệp Vân đánh rơi kiếm. Vạn Chấn Sơn đập bàn kêu lên. Hay lắm! Tam Sư Đệ, thật không ngờ ngươi đã luyện thành, liên thành. Kiếm Pháp! Cung hỉ Cung hỉ Miệng nói lời chúc mừng nhưng nét mặt lão không hề tỏ ý mừng, giọng. Nói nghe đầy vẻ phẫn hận. Thích trường phát như người mất hồn hỏi lại. Cái gì mà liên thành kiếm pháp? Vạn Chấn Sơn cười lạnh nói. Mấy chiêu thức mà địch sư Điệp vừa sử dụng không là liên thành kiếm. Pháp thì còn là gì nữa? Xong lão quay ra ngoài gọi lớn. Khuê nhi! Các ngươi lui hết ra. Điệp sư huynh các ngươi đã luyện liên. Thành kiếm pháp thì các ngươi làm sao đối địch nổi. Lão lại cất tiếng cười dài nói. Tam sư đệ, ngươi giả bộ giống lắm đúng là đại trí giả ngu. Thiết tỏa Hoành Giang quả nhiên không phải tầm thường. Điệt Vân thấy đối phương xông vào mỗi lúc một đông thì liên tiếp thi. Triển ba chiêu thích kiên thức, dĩ quan thức, khứ kiếm thức khiến cho đệ tử vạn gia bị đánh thất điên bát đảo. Đáng thắng đối phương đương. Nhưng là việc đáng mừng, tuy nhiên chiến thắng quá dễ dàng làm chàng cũng. Không khỏi kinh ngạc đến ngẩn người nhất thời không biết phải làm gì nói gì cho phải hết len lén nhìn sư phụ lại quay sang nhìn sư muội thấy nét mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng càng bối rối bất ngờ thích trường phát bước đến gần giật phát thanh kiếm trong tay điệp vân quay mũi kiếm chỉ vào yết hầu điệp vân giọng băng lạnh nói mấy chiêu kiếm vừa rồi ai dạy cho ngươi điệp vân kinh hãi chàng xưa nay chưa hề biết dối gạt ai với sư phụ thì Chàng không dám. Nhưng đêm qua lão cái đã đã nói nếu để lộ ra thì lão tất. Phải mất mạng, lão là ân nhân chàng chẳng lẽ lại lấy quán báo ân. Lúng túng. Một lúc rồi ấp úng nói. Sư phụ. Đệ tử, đệ tử tự nghĩ ra. Thích trường phát nghiến răng quát. Tự ngươi có thể nghĩ ra được những chiêu thức ảo diệu như thế sao? Hừ. Ngươi không chịu khai ra sự thật ta lấy mạng ngươi. Mũi kiếm lão đẩy tới, Tiếp hầu Điệp Vân đã thấy có máu chảy ra. Thích Phương chạy tới ôm tay cha kéo ra nói. Cha! Đại sư ca trước nay không rời chúng ta nửa bước, Có ai ngoài cha? Dạy võ công cho sư ca. Những kiếm chiêu này chẳng phải chính cha đã dạy. Cho sư ca đó sao? Vạn Chấn Sơn cười lạnh nói tam sư đệ ngươi không cần phải làm như vậy nữa những lời của lệnh ái vừa nói đã đủ để chứng minh rồi thủ đoạn của thiết tỏa hoành gian xưa nay rất cao minh chẳng cần phải đem ra đối phó với đại sư ca nữa nào lại đây sư ca chúc mừng ngươi ba chén nói xong rót đầy hai chén rượu bưng chén uống cạn xong nhìn thức trường phát cười nhẹ nói ta đã cạn chén rồi đó. Không lẽ sư đệ lại chẳng nể mặt ta? Thích Trường phát hừ một tiếng, ném thanh kiếm đi quay lại bàn uống liền. Ba chén, xong nghiêng đầu trầm tư, nét mặt đầy vẻ hoài nghi, miệng không. Ngất lẩm bẩm mấy tiếng kỳ lạ. Quả là kỳ lạ. Vạn Chấn Sơn buông chén, nói: "Tam sư đệ, ta có việc muốn bàn với ngươi. Chúng ta tới thư phòng đi." Thích trường phát gật đầu, vạn chấn sơn bước tới cặp vai thích trường. Phát, hai người sóng vai đi về phía thư phòng. Bọn đệ tử vạn gia lấm lét nhìn nhau, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ vừa phẫn. Hận vừa ngạc nhiên. Thẩm thành bỗng lên tiếng nói. Tiểu đệ mót tiểu quá. Bị Điệp Vân đánh một trận thiếu chút nữa đái ra. Quần rồi. Lỗ khôn hừ lạnh nói. Bác sư đệ, Người bêu xấu như vậy còn chưa đủ sao? Thẩm thành rụt cổ le lưỡi rồi vụt chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi đại. Sảnh, cả chạy vòng ra phía sau rồi rón rén đến đằng sau thư phòng nghiêng. Đầu lắng nghe. Chỉ nghe tiếng sư phụ nói. Lão Tam, bí mật hơn chục năm nay đến giờ kể ra đã có câu trả lời. Lại nghe tiếng thích trường phát đáp tiểu đệ thật sự không hiểu đại sư ca ám chỉ điều gì hừ đến giờ này mà ngươi còn giả bộ được sao ta hỏi ngươi tại sao sư phụ lại chết sư phụ làm mất một quyển bí kíp võ công tìm mãi không thấy nên uất tức sinh bệnh tạ thế việc này đại sư ca cũng biết hà tất phải hỏi hừ ta hỏi ngươi quyển bí kíp võ công đó tên gọi là gì làm sao tiểu đệ biết được mà đại sư ca hỏi tiểu đệ làm chi đó chính là quyển liên thành quyết cái gì mà luyện thành với luyện không thành tiểu đệ thật tình chẳng hiểu gì cả tiếng hán liên với luyện vốn âm độc tương tự nhau hay lắm vậy ta hỏi ngươi tri chi giả bất như hảo chi giả hảo chi giả bất như cái gì bất như lạc chi giả sẽ nghe vạn chấn sơn phá lên cười như phát cuồng. Thích trường phát hừ một tiếng nói. Có gì mà đáng cười đến như vậy? Lão Tam ơi là lão Tam, ngươi thi thư đầy bụng mà lại giả bộ làm người dốt. Không biết chữ. Sư huynh đệ chúng ta cùng nhau học nghệ mười mấy năm. Chẳng lẽ lại còn không hiểu nhau? Ngươi không hiểu ba chữ liên thành. Quyết thì sao lại có thể mở miệng đọc luận ngữ mạnh tử được? Vậy ra nãy giờ đại sư ca thử tiểu đệ đó sao? Thôi không nhiều lời nữa. Mau lấy ra đây. Lấy cái gì? Tự ngươi cũng biết rồi, còn giả bộ làm chi nữa? Hừ! Lão đại, ngươi tưởng thích trường phát này sợ ngươi hay sao? Thẩm thành nghe hai người nói chuyện càng ngày càng lớn tiếng thì thất. Kinh chạy trở vào đại sảnh kêu lên. Đại sư ca, sư phụ cùng tam sư thúc đang gây lộn, không khéo lại còn. Đánh nhau nữa. Lỗ Côn nhíu mày nói. Chúng ta qua đó xem thử thế nào. Cả bọn đồng đứng dậy chạy ào đi. Thích Phương giật tay áo Điệp Vân nói. Chúng ta cũng đi. Điệp Vân gật đầu, nhưng vừa bước đi thì Thích Phương bỗng đứng lại nói. Chờ chút đã. Nói xong nàng lượng một thanh kiếm đưa cho Điệp Vân rồi lượng thêm. Một thanh nữa cầm nơi tay. Điệp Vân thấy nàng đã mang kiếm lại còn lấy. Thừa ra một thanh thì ngạc nhiên hỏi. Lấy chi nhiều vậy? Thích Phương kéo tay chàng vừa đi vừa nói. Lúc nãy cha không có mang kiếm. Bọn đệ tử vạn gia mặt mày ai nấy đều nặng như chị đứng vây quanh thư. Phòng Điệp Vân cùng Thích Phương đứng xa hơn một chút. Cả mười người. Đồng nín thở nghe tiếng cãi vã trong thư phòng. Tiếng vạn chấn sơn nặng nề vang lên. Tam sư đệ, rõ ràng chính ngươi đã hại chết sư phụ. Lão đại, ngươi nói cái gì vậy? Chớ có ngậm máu phun người. Ngươi nói, ai hại chết sư phụ? Lúc này dường như thích trường phát đã nổi cơn thịnh nộ nên giọng nói cũng bị biến dạng đi, biến thành khản đục. Lại nghe vạn chấn sơn nói. Thì quyển liên thành quyết, chính ngươi lấy chứ ai? Ta không biết liên nhân liên quỷ gì cả. Lão đại, ngươi muốn vu oan cho. Ta cũng không dễ như vậy đâu. Hừ, lúc nãy đồ đệ ngươi thi triển mấy chiêu kiếm pháp đó nếu không phải. Là liên thành kiếm pháp thì còn là gì nữa, tại hắn thông minh tự chế ra mấy chiêu kiếm pháp đó chứ ta đâu có vậy. Cho hắn. Lúc trước ngươi bảo bốc thẳng đến mời ta, không phải hắn đã từng. Nói ngươi luyện thành, liên thành kiếm pháp là gì? Bên ngoài ai nấy đều đổ dồn một quan về phía bốc thẳng. Bốc thẳng nghe. Nói vậy thì nhăn mặt cúi đầu nhìn xuống, chứng tỏ lời của thích trường phát. Không sai nhưng liền đó đã nghe vạn chấn sơn cười lớn nói tất nhiên là ta đã bảo hắn nói như vậy nếu không thì dễ gì mời được ngươi tới đây ngươi nói ngươi không biết gì đến liên thành kiếm pháp thì tại sao nghe nói tới mấy tiếng liên thành kiếm pháp lại lập tức chạy tới đây ha 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 vạn chấn sơn thì ra ngươi cũng ghê gớm thật ngươi đã dụ được ta tới kinh châu không nói nhiều nữa, ngươi giao cho ta rồi tới dập đầu tạ tội trước mộ sư phụ. Hừ, tại sao lại phải giao cho ngươi chứ? ta là lão đại, ta phải giữ nó. lại nghe thích trường phát im lặng một lát rồi nói, thôi được, ta giao nó cho ngươi. chúng đệ tử bên ngoài nghe thích trường phát nói câu này thì đồng vật. mình. Điệt Vân và Thích Phương chỉ mong sao đất nứt ra để hai người có thể. Chui ngay xuống tránh ánh mắt của bọn đệ tử vạn gia đang nhìn mình. Thích. Phương vừa hổ thẹn lại vừa uất ức, không ngờ phụ thân mình lại có thể làm. Chuyện đồi bại và sỉ nhục như vậy. Ngay lúc đó bỗng nghe vạn chấn sơn rú lên một tiếng thảm thiết. Vạn. Khuê kinh hoàng hét lên. Cha. Cha đồng thời nhảy phát tới phóng cước đá bung cửa thư phòng nhảy vào bên. Trong. Mọi người cũng chạy ào vào trong, chỉ thấy vạn chấn sơn nằm ngửa. Dưới đất, một lưỡi truy thủ cắm giữa ngực lão, song một trận trừng, thần thái. Trông rất ghê rợn, chứng tỏ trước lúc chết lão phẫn hận đến cực điểm. Thích phương cũng kêu thét lên. Cha! Toàn thân rung bắn, cơ hồ ngã quỵ xuống, phải dựa vào người điệp vân mới đứng vững được. Lỗ khôn đứng phát dậy, nghiến răng quát. Mau truy bắt hung thủ. Nói xong cùng với Chu Kỳ, Tôn Quân nhảy qua cửa sổ để ngõ đuổi theo. Thích trường phát. Thích Phương thấy cảnh tượng này thì hét lớn một tiếng, lão đảo ngã vào. Người Điệp Vân. Điệp Vân lúc này cũng không biết phải làm sao trước biến. Cố đột ngột mà lại vô cùng khủng khiếp này bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu, chàng hạ giọng nói nhỏ. Sư muội, chúng ta cũng đi đi. Thích Phương chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng bốc thẳng vang lên phía sau. Lưng Hai ngươi không được đi đâu hết. Hai ngươi là tòng phạm, phải ở đây. Chờ khi bắt được hung thủ rồi giải lên quan luôn thể. Hai người quay lại thì thấy bốc thẳng cầm kiếm chỉ ngay hậu tâm thích. Phương Điệp Vân nổi giận định mắng lại, nhưng nghĩ sư phụ mình đã chết. Chết sư huynh, tội tình này không phải nhỏ nên đành im lặng để mặc cho. Người ta xử trí. Bốc Thản cười lạnh nói. Hai người tạm thời trở về phòng chờ đợi. Chừng bắt được hung thủ rồi. Tính tiếp. Điệp Vân trầm giọng nói. Việc này đầu đuôi gốc ngọn đều do ta mà ra, không liên quan gì tới sư muội, các ngươi muốn chém muốn giết gì thì cứ ta mà làm. Bốc thẳng dơ chân đạp vào người Điệp Vân một cái, cười lạnh nói. Y. Đây không phải là lúc ngươi chứng tỏ là anh hùng hảo hán. Lúc này khắp nơi đâu đâu cũng vang lên tiếng hô hoáng truy bắt hung thủ. Ngoài đường cũng nghe tiếng kẻn vang rền, báo động truy bắt hung thủ giết. Người. Điệp Vân vừa giận vừa nhục, nghiến chặt răng đi về phòng mình thích phương vừa đi vừa khóc nói đại sư ca bây giờ chúng ta phải làm sao đây điệp vân ấp úng đáp ta ta cũng không biết phải làm sao thích phương khóc nói cha ơi cha đi đâu rồi sao cha bỏ chúng con lại đây điệp vân đang ngồi ở trong phòng lúc này cách lúc vạn chấn sơn bị giết chừng hai canh giờ Chàng ngồi lặng trước bàn, song một vô thần nhìn chằm. Chằm vào chiếc nến chỉ còn một nửa, lòng rối như tơ vò, chẳng nghĩ ra được. Điều gì cho rõ ràng, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Lúc này các cốc đi truy bắt thích trường phát đều đã quay về mà không. Đem lại chút đầu mối nào. Bên ngoài tiếng bàn luận ồn ào. Hung thủ đã trốn ra ngoài thành rồi. U ổ y không kịp, ngày mai sẽ đi Hồ Nam, bất luận thế nào cũng phải bắt cho kỳ được. Hung thu báo thù cho sư phụ. Chỉ sợ lão bị người khác giết chết, mối thù của sư phụ coi như vô phương. Báo trả. Hừ. Dù có phải đuổi đến tận chân trời góc biển cũng phải bắt cho được. Lão tặc phân thay muôn đoạn để rửa hận. Ngày mai sẽ phát anh hùng thiếp, thông tri với toàn thể giang hồ, hành động vô sĩ của lão tặc để anh hùng thiên hạ đứng ra chủ trì công đạo còn tên cẩu tặc điệp vân với con a đầu thích phương thì sao hay là cứ dứt quách cho xong chuyện không được phải chờ ngày mai huyện thái gia tới khám nghiệm tử thi giải chúng lên huyện rồi tính nữa những lời nghị luận xôn xao của bọn đệ tử vạn gia rồi cũng lắng xuống điệp vân vẫn ngồi bất động bên bàn đầu óc nghĩ ngợi mông lung hay là tới. Kêu tiểu sư muội trốn đi một mình. Mà không được, nàng tuổi còn nhỏ dại. Một mình lưu lạc giang hồ ai sẽ chăm sóc nàng? Vậy thì đến kêu nàng rồi. Cùng bỏ trốn. Cũng không được. Mọi tội lỗi này do chính mình gây ra, nếu... Mình không sinh sự với bọn vạn khuê thì đâu xảy ra chuyện học lén kiếm. Pháp khiến cho vạn chấn sơn nghi khách sạn sư phụ ăn cắp kiếm phổ sư phụ là một người thật thà hiền hậu có khi nào lại làm chuyện đồi bại như vậy nhưng chuyện sư phụ giết người là có thật bây giờ cho rằng mình có nhận hết tội lỗi nói ra ba chiêu kiếm pháp kia chính là lão ăn mày dạy cho mình thì liệu có ai tin mà cho rằng mọi người có tin đi nữa thì liệu có tác dụng gì người chết cũng đã chết rồi ác danh của sư phụ đã truyền ra ngoài sợ rằng có lấy nước. Trường Giang cũng khó mà rửa cho sạch. Không, dù cho mọi người có. Không tin thì ta cũng nhất định nói ra tất cả, nói kiếm pháp là do ta học lén. Của người ngoài, sư phụ vì bị bức quá mới phải làm như vậy. Sư phụ là người. Tốt. Phải rồi, ta phải ở lại để bảo vệ thanh danh cho sư phụ. Ta sẽ chịu tội thay cho sư phụ đang lúc tâm tư chàng rối loạn bỗng nghe có tiếng động lạ vang lên trên nóc nhà ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bóng đen lướt qua thiếu chút nữa thì điệp vân đã kêu lên sư phụ nhưng nhìn cờ bờ lại thì người này vừa cao vừa gầy chắc chắn không phải là sư phụ chàng tiếp đó lại có một bóng đen khác tay cầm đao tuốt trần nhảy theo Điệp Vân nhíu mày nghĩ thầm. Mấy người này không lẽ đi tìm sư phụ? Ngay lúc đó bỗng nghe có tiếng nữ nhân kêu thét lên. Điệp Vân kinh hãi, Đứng phát dậy, nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Ý nghĩ đầu tiên đến với chàng là hai. Bóng đen kia đang làm điều gì đó bất lợi cho sư muội. Tiếp đó lại nghe tiếng. Nữ nhân kêu cứu. Cứu mạng. Cứu mạng. Giọng nói này có vẻ không giống của Thích Phương, nhưng Điệp Vân lúc này đâu còn tâm trí nào để phân biệt nữa, cứ nhắm chừng hướng có tiếng kêu. Cứ chạy tới. Vừa chạy tới gian phòng phía đông, thấy bên trong có ánh đèn. Cánh cửa hãy còn lay động. Điệp Vân đưa mắt nhìn vào trong thấy một nữ. Nhân bị trói tay chân nằm trên giường, hai hắc y hán tử, có vẻ như là hai bóng người mà chàng thấy khi nãy đang đứng bên giường đưa tay vuốt má nữ nhân. Trên giường, Điệp Vân nhận thấy nữ nhân này không phải là thích phương thì. Thở vào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thần thái nữ nhân mặt lộ vẻ khiếp hải, vậy Dù một cách tuyệt vọng trước hai tên gian tặc thì không khỏi chạnh lòng. Điệp Vân tuy đang lâm vào cảnh hoạn nạn, lại đang ở trong vạn gia. Nhưng bản tánh hào hiệp không cho phép chàng làm ngơ trước một việc như Vậy. Quát lớn một tiếng, cuốc kiếm nhảy vào nhằm lưng một tên hán tử chém. Tới. Gã hán tử quay phát lại, cử đao gạt kiếm, xong kêu lên. Lã huynh đệ. Y thôi. Gã hán tử kia hừ lạnh một tiếng, nói. Kể như vạn chấn sơn may mắn. Hôm sau sẽ quay lại báo cường. Điệp Vân thấy hai tên gian tặc định đánh bài chuồng thì nổi giận quát lớn ác tặc chạy đi đâu cho thoát hai gã hán tử thấy điệp vân hung hãn như vậy thì đồng quát lớn một tiếng song song hơ đao công tới điệp vân thấy thế đao mãnh liệt thì không dám khinh địch vội tràn sang một bên tránh né gã hán tử phóng cướp đá chiếc bàn lật nhào ngọn nến văng xuống đất tắt ngấm trong phòng lập tức tối đen như mực chỉ nghe vù vù hai tiếng chừng như hai gã hán tử đã phóng. Ra ngoài tẩu thoát. Trời đã tối, khinh công điệp vân lại chẳng lấy gì làm cao. Minh cho lắm, hơn nữa bản thân chàng cũng không thông thuộc đường đi lối. Lại trong vạn gia nên không dám kinh xuất đuổi theo. Chỉ nghĩ thầm, một. Trong hai tên có một người họ lã, mười phần chắc chính là đồng đảng của lã. Thông đến để báo cừu nhưng chúng lại không biết vạn sư bá đã chết. Xảy nghe nữ nhân kêu lớn. Ai đau chết đi được. Giữa ngực ta có một lưỡi đau. Mau tới đây rút ra. Cho ta đi. Điệp Vân nghe nói kinh hải hỏi. Bọn gian tặc đâm trúng ngươi sao? Nữ nhân trên rỉ. Ừ, chúng đâm trúng ta. Điệp Vân nhíu mày nói, để ta đốt đèn lên coi cho rõ. Nữ nhân bỗng kêu thét lên. Mau! Ngươi mau lại đây! Điệp vân nghe nữ nhân kêu lên thẳng thốt như vậy thì giật mình chạy lại. Hỏi! Chuyện gì vậy? Bất ngờ nữ nhân ôm chầm lấy chàng rồi kêu lớn. Cứu mạng! Cứu mạng! Tiếng kêu còn lớn hơn tiếng kêu khi nãy nỗi kinh hãi của điệp vân lúc này không bút nào tả xiết rõ ràng nữ nhân vừa mới bị trói chặt tay chân sao bây giờ lại rảnh tay mà ôm mình điệp vân vội đẩy mạnh nữ nhân ra nhưng đối phương ôm quá chặt nhất thời không sao vùng thoát ra được ngay lúc đó bên ngoài có tiếng chân rầm rập có tiếng hỏi lớn chuyện gì chuyện gì vậy nữ nhân một mặt ôm cứng Điệp Vân, một mặt kêu lớn. Giang tặc! Giang tặc định làm nhục ta! Ngay lúc đó từ ngoài cửa có người xông vào, ánh đuốc sáng rực như ban. Ngày! Điệp Vân càng lúc càng kinh hoàng, lắp bắp nói không ra tiếng. Ngươi, ngươi nói cái gì vậy? Vừa nói vừa cố vùng ra. Nữ nhân cố sức ôm chặt, miệng kêu. Đừng, đừng động vào ta ngay lúc đó mũi kiếm lạnh toát đã kề vào cổ điệp vân chàng vừa định ngẩng đầu lên phân bua thì bàn tay phải đau nhói lên một cái cúi đầu nhìn xuống thì thấy bàn tay máu chảy đầm đìa năm ngón tay đã bị cắt đứt rơi xuống đất điệp vân thiếu chút nữa thì ngất đi đôi mắt hoảng loạn nhìn lên thấy ngô khảm tay cầm thanh kiếm vấy máu đang đứng bên cạnh Điệp Vân điên cuồng gầm lên một tiếng, phóng cước đá về phía ngô. Khảm thì ở phía sau có người kích một quyền trúng hậu tâm chàng. Điệp Vân Mất đà té nhào lên mình nữ nhân. Nữ nhân lại kêu lên. Cứu! Cứu mạng! Giọng lỗ không lạnh lùng vang lên. Trói tên gian tặc này lại. Điệp Vân tuy đầu óc đơn giản, nhưng lúc này chàng cũng đã hiểu ra mình đã lọt vào bẫy rập của đối phương. Chàng gầm lên một tiếng, lật người dậy. Định lao vào quyết một trận sống chết với chúng, chợt nhìn thấy gương mặt. Trắng nhật của thích phương đang nhìn mình. Điệp vân nghe như có một tảng băng chạy dài trong xương sống, ý thức. Phản kháng lập tức tiêu tan hết. Thần sắc thích phương vừa bi thương, vừa. Phẫn nộ lại vừa kinh bỉ. Điệp vân đau đớn kêu lên sư muội thích phương nước mắt lưng tròng cũng đau đớn không kém kêu lên tại sao tại sao ngươi lại làm như vậy điệp vân ấp úng mãi trăm ngàn lời biện hộ muốn nói mà lại chẳng nói nên lời thích phương quay mặt đi òa khóc nức nở nói ta ta chết quách đi cho xong nhưng nàng chợt nhìn thấy bàn tay chàng bị đứt lìa bê bết máu thì đau lòng không cầm được, vội xé vạt áo đến gần băng bó cho chàng. Gương mặt của nàng lúc này trắng nhợt, không chút huyết sắc. Lỗ khôn trầm giọng hỏi. Tiểu sư nương, tên tiểu tặc này dám vô lễ với người. Bọn tôi sẽ cắt cổ. Hắn tạ tội với sư nương. Thì ra nữ nhân này là tiểu thiếp của vạn chấn sơn. Lúc này ả à cũng ôm. Mặt khóc nức nở nói, Hắn tới đây nói nhiều lời sằng bậy, nói sư phụ các ngươi đã chết rồi, bảo "Ta hãy đi theo hắn." Hắn còn nói phụ thân của thích cô nương là kẻ sát nhân. Hắn không muốn ở lại đây để bị liên lụy. Hắn, hắn còn nói đã lấy được rất nhiều vàng bạc, đi theo hắn cả đời cũng ăn không hết. Điệp Vân thần sắc tán loạn, chỉ biết lẩm bẩm nói: "Láo, láo hết!" Chu Kỳ bỗng kêu lên. Y. Y lục phát phòng của hắn. Cả bọn kẻ lôi người đẩy, bước thấp bước cao trở về phòng của Điệp Vân. Thích Phương thẩn thờ lê bước đi phía sau. Vạn Khuê dịu giọng nói. Chư vị sư huynh đệ chớ có làm khó dễ Điệp sư huynh. Việc gì cũng phải. Làm cho rõ ràng, đừng để người tốt phải chịu oan uổng. Chu Kỳ nổi giận nói còn gì mà chưa rõ ràng nữa rõ như ban ngày rồi còn gì tên tiểu tặc này mà là người tốt cái con mẹ gì vạn khuê tỏ vẻ không hài lòng nói ta thấy địch sư huynh không phải là người như các vị nghĩ đâu chu kỳ hừ lạnh nói việc vừa rồi ai ai cũng nhìn thấy chẳng lẽ lại còn giả hay sao vạn khuê lắc đầu nói chắc là điệp sư huynh say rượu nên nhất thời hồ đồ mà thôi chỉ trong một ngày mà xảy ra bao nhiêu chuyện động trời thích phương đầu óc rối bời chẳng còn suy nghĩ được điều gì cho đến đầu đến đũa nữa nghe vạn khuê có ý biện hộ cho điệp vân thì cảm kích vô cùng giọng lý nhí nói vạn sư ca đại sư ca của muội không phải là hạng người như vậy đâu vạn khuê gật đầu nói thì ta đã nói rồi mà chẳng qua điệp sư huynh nhất thời say rượu làm càng vậy thôi chứ chuyện ăn cắp vàng bạc quyết không thể có được lúc này mọi người đã vào đến phòng điệp vân thẩm thành đưa mắt nhìn quanh một lúc rồi cúi xuống gầm giường lôi ra một bọc lớn nặng trĩu lúc lôi ra còn nghe tiếng kim loại chạm nhau len ken điệp vân nãy giờ nghe vạn khuê nói vẫn còn bám víu chút hy vọng rằng mình chẳng hề làm cái việc lấy cấp ấy, chắc rằng chúng sẽ chẳng tìm thấy gì. Nhưng thấy thẩm. Thành lôi chiếc bọc ra thì kinh ngạc ngẩn người. Lại thấy thẩm thành dốc ngược chiếc túi, bên trong toàn là những đồ. Dùng bằng bạc bị đập bẹp lại, thì ra chính là chén đĩa dùng trong bàn tiệc ban. Chiều. Nhìn thấy những thứ này thích phương kêu thét lên một tiếng, suýt. Chút nữa ngất đi, phải đưa tay viện cạnh bàn mới khỏi ngã vạn khuê đến gần an ủi. Thích sư muội, xin chớ kinh hoàng, chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách. Phùng thẳng bước tới lật nệm giường lên, lại thêm hai bọc nữa, thẩm. Thành và phùng thẳng mỗi người một bọc mở ra, một bên toàn là những nén. Bạc lớn, mỗi nén nặng đúng 10 lạng, bên kia lại là những thứ trang sức. Bằng châu ngọc. Tất cả gom lại thành một đống lớn trên bàn đến nước này thì thích phương chẳng còn gì để mà hoài nghi nữa, vừa oán hận vừa nhục nhã, chỉ muốn tự tuyệt cho khỏi phải mang nhục với chúng. đệ tử vạn gia, điệp vân vốn là một đứa trẻ mồ côi được thích trường phát, mang về nuôi nấng từ thuở nhỏ, hai người cùng lớn lên dưới một mái nhà. tuy không ai nói ra, nhưng đều ngầm hiểu là mai này hai người sẽ nên duyên, nên phận nào ngờ gặp lúc nguy nan chàng lại định bỏ trốn với một nữ nhân. Khác! Nội một việc như vậy đã là đáng tội, đã vậy lại còn ăn cắp vàng bạc. Châu báu của người, đê tiện hơn, lấy cắp cả những thứ chén bát bằng bạc. Lỗ khôn hừ lạnh quát. Xú tặc tử! Tan chứng vật chứng đầy đủ cả, ngươi còn gì để nói nữa? Không! Dứt lời giơ tay tát một cái như trời giáng lên mặt Điệp Vân hai tay điệp. Vân đã bị bốc thẳng cùng tôn quân nắm chặt, chàng cố vùng vẫy để thoát ra. Nhưng vô ích. Lỗ khôn hừ lạnh một tiếng, nói. Còn muốn chống cự. Dứt lời lại một quyền trúng giữa ngực Điệp Vân. Thích Phương tuy hận Điệp Vân đến nỗi có thể giết chết chàng ngay tức. Khắc, nhưng thấy người khác đánh chàng lại không chịu nổi, kêu lên. Đừng đánh. Đừng đánh nữa mà, chuyện đâu còn có đó. Chu Kỳ cười lạnh nói. Cứ dần cho nó một trận sống dở chết dở rồi giải lên quan cũng chưa. Muộn. Vừa nói vừa vung quyền đánh tới. Điệp Vân hai tay bị nắm chặt, chỉ còn. Cách đứng yên chịu trận, một quyền vừa rồi làm lục phủ ngũ tạng lộn ngược. Cả lên, há miệng phun ra mấy nguồn máu tươi. Phùng thản sách kiếm tiến tới, nói chặt luôn cánh tay trái hắn đi coi hắn còn dám làm chuyện đồi bại nữa. Thôi. Nói xong dơ kiếm định chặt. Thích Phương hét lên một tiếng, sắp ngất đi. Vạn Khuê vội dơ tay đỡ lấy người nàng, ngăn phùng thẳng lại, nói. Thôi. Như vậy đủ rồi, đừng làm khó dễ địch sư huynh nữa, cứ để qua. Trên phân xử, Phùng Thản nghe nói từ từ thu kiếm lại thích phương thở dài, hai hàng lệ chảy dài trên đôi má nhợt nhạt, nàng đưa mắt nhìn vạn khuê, lòng tràn ngập cảm kích. năm, sáu, bảy, mười lăm, hai mươi tiếng đếm cứ đều đều, mỗi một tiếng đếm là một trượng rơi xuống lưng. Địch vân làm da thịt tơi bời, máu ra ướt đẫm, thấm ướt vụn vải và da thịt bị đánh rách tơi ra tất cả hòa thành một chất dịch bầy nhầy như bùn nhão động. Trên lưng Điệp Vân, lát sau lại chảy dài sang hai bên, động thành vũng bên. Dưới người chàng Khổ hình cố nhiên là đau, nhưng chẳng nhầm gì so với nỗi đau trong lòng. Chàng Thế là hết. Sư phụ thì lỡ tay giết người trốn biệt, còn lại người thân. Duy nhất là nàng, vậy mà cả nàng cũng không tin mình, cả nàng cũng cho rằng mình là gian tặc. Càng nghĩ càng uất ức, địch vân hét lớn một tiếng rồi. Ngất đi. Không biết đã trải qua bao lâu, địch vân mơ mơ màng tỉnh dậy trong. Ngục thất. Nói là tỉnh dậy kỳ thực chàng vẫn ở trong tình trạng nửa tỉnh nữa. Mê, chưa có ý niệm gì về tình hình hiện tại của mình. Lại qua một khoảng thời. gian nữa, cũng không biết là bao lâu, chàng cảm thấy bàn tay phải mình đau đớn không tả, dần dà cảm giác đau lan dần lên lưng, mông, đùi lan tỏa toàn. Thân Từng thớ thịt trong người chàng không có chỗ nào là không cảm thấy. Đau đớn Điệp Vân cố lật úp người xuống để vết thương khỏi bị đè ở bên. Dưới, nhưng vừa cự người thì hai vai bỗng đau như bị xé toạt khỏi thân, Điệp. Vân trên lên một tiếng rồi lại ngất đi. Lần thứ hai tỉnh dậy, cái chàng cảm nhận được đầu tiên vẫn là cảm giác. Đau đớn và nghe cả tiếng rên của mình. Điệp Vân cảm thấy khó hiểu, không? Biết vì lẽ gì mà đầu vai lại đau khủng khiếp như vậy. Chàng chỉ cảm thấy một. Nỗi sợ hãi mơ hồ, chàng không dám cúi đầu nhìn xuống, không lẽ cả hai vai. Đã bị chặt rời ra rồi. Qua một lúc lâu, chàng bỗng nghe thấy tiếng kim thiết. Chạm nhau phát ra tiếng kêu khe khẽ, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai sợi. Xích sắt nằm dọc hai bên thân hình. Điệp Vân hơi giật mình đưa mắt nhìn. Sang bên cạnh, bất giác toàn thân rung bắn. Thân hình rung rẩy làm chàng đau đến suýt ngất đi lần nữa. Thì ra hai sợi. Xích sắt xuyên thủng xương tỳ bà nơi bả vai chàng, hai sợi xích này được hàng. Dính liền với vòng khóa tay và vòng khóa chân. Xuyên thủng xương tỳ bà chàng từng nghe sư phụ kể đây là cách mà quan phủ dùng để đối phó với bọn giang hồ ác tặc, cho dù người có võ công cao siêu đến đâu, một khi xương tỳ bà bị xuyên thủng cũng trở thành phế nhân. Nghĩ tới đây chàng đau, đớn nói thầm, tại sao lại dùng đến cách này với ta? Không lẽ họ không tra xét mà một mực tin lời bọn chúng cho rằng ta là đại ác tặc? Nếu đúng vậy thì thật là oan. Uổng. An uổng. Nhớ lại lúc ở trên công đường của quan huyện, chàng đã thực tình kể lại. Những việc đã qua. Nhưng tiểu thiếp vạn chấn sơn, đảo hồng, cứ khăn. Khăn cho chàng có gian ý, dụ dỗ ả trốn đi không được lại dở trò cưỡng dâm. Hơn nữa bọn đệ tử vạn gia ai ai cũng chính mắt nhìn thấy chàng ôm cứng. Đảo hồng. Chưa hết lại còn các tan vật lấy được ở dưới giường trong phòng chàng nữa thật là điệp vân dù có trăm miệng cũng khó bề mà chống lại trước những chứng cớ rành rành như vậy chàng còn nhớ như in huyện quan có nét mặt rất thanh tú giọng nói hiền hòa chàng hy vọng huyện quan sẽ ra xét cờ bờ càng trả lại sự thanh bạch cho chàng nhất định là như vậy chàng là người tốt người tốt thì trời sẽ không Phụ Chỉ có điều, bàn tay phải chàng đã bị chặt đứt làm sao mà luyện kiếm Được Càng nghĩ càng uất tức bất kể đau đớn, chàng đứng dậy kêu lớn An ổn An ổn Nhưng hai chân chàng vô lực, lại té nhào trở xuống Điệp vân không cam Chịu, vừa té xuống đã bò dậy hết. Ta không phạm tội An ổn An ổn trong góc lao phòng bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Xuyên thủng cả xương tỳ bà, võ công coi như bị phế hết. Hừ, lần này coi. Bộ xuất vốn khá lớn đấy. Điệp Vân chẳng thèm để ý coi người nói là ai, thậm chí cũng không cần. Biết những lời của người này có ý gì? Chỉ nhìn ra ngoài kêu lớn. An ổn An ổn Một tên ngục tốt từ bên ngoài đi vào quát. Ngươi làm gì mà la lối ông sòng vậy? Có mau câm miệng lại không? Điệp Vân kêu lên. An ổn. Ta muốn gặp tri huyện lão gia cầu xin người minh xét. An. Ổn. An ổn. Tên mục tốt thấy Điệp Vân chẳng những không im mồm ngược lại còn. Kêu lớn thì chỉ cười lạnh quay đi. Chẳng bao lâu sau hắn quay lại, tay bưng. Một thùng nước tiểu, tạt lên người Điệp Vân. Nước tiểu có muối, thấm vào các vết thương đau đớn thật không thể chịu. Đừng nổi! Điệp Vân hét lớn một tiếng rồi lại ngất đi. Từ hôm đó trở đi Điệp Vân bị sốt cao, đầu óc mê sản. Trong cơn mê, chàng hết gọi sư phụ tới gọi sư muội Liên tục ba ngày như vậy, không lúc. Nào đầu óc chàng tỉnh táo, ngục tốt đưa cơm tới chàng chẳng động tới một hạt. Ngày thứ tư, cơn sốt đã giảm bớt. Chỗ cắt vết thương giờ đã tê dại, đau thì. Vẫn đau có điều không còn khó chịu như trước nữa. Điệp Vân vừa tỉnh dậy. Nhớ tới nỗi oan ức của mình thì lại kêu lên. An ổn. An ổn. Nhưng giờ thì tiếng kêu của chàng chỉ còn là tiếng rên rỉ. Điệp Vân ngồi nhổng dậy, đưa mắt nhìn quanh lao phòng là một gian. Thạch thất khoảng hai trượng vuông, tường được lát bằng những viên đá to. Nền cũng được lát bằng đá, phía trước có một hàng chấn song sắt thanh nào. Thanh nấy to bằng cánh tay trẻ con. Ở cuối phòng có một thùng chứa phân và. Nước tiểu, lúc nào cũng bốc mùi nồng nặc. Điệp vân từ từ quay đầu lại, ở góc phía tây một đôi mắt như mắt ưng. Đang chăm chăm nhìn chàng. Ôi mắt chẳng chút thân thiện, Điệp Vân rùng. Mình, chàng không ngờ trong lao phòng lại còn có một nhân vật đáng sợ như. Vậy, len lén đưa mắt nhìn người nọ một lần nữa, chỉ thấy đó là một hán tử. Râu tóc rậm rạp rối bời dài đến quá vai, quần áo rách nát, trông gã giống hệt. Một người rừng. Hai vai gã cũng bị hai sợi xích sắc xuyên qua, tình hình trong. Giống hệt như chàng. Sau một tháng giật mình, Điệp Vân cảm thấy được an ủi phần nào, ít ra thì trong thiên hạ cũng còn có kẻ không may như mình. Nhưng liền đó chàng lại nghĩ, tên này trong dáng mạo dữ dằn như vậy chắc đúng là một tên ác tặc. Đại gian đại ác chứ không phải là người tốt bị oan ức như mình. Hắn gieo ác, nhưng hắn phải gặt ác quả, còn ta mới thật là oan uổng. Nghĩ tới đây, bất giác lại rơi lệ. Chàng bị giải lên quan, bị khảo tra đánh đập, nhưng chàng một mực cắn. Trăng chịu đựng, còn bây giờ thì không chịu được phải rơi lệ, thậm chí còn. Khóc thét thành tiếng. Gã đại hán cười lạnh nói. Giả bộ giống lắm. Ngày trước ngươi làm nghề đóng kịch hả? Điệp Vân chẳng thèm để ý tới giọng nói đầy vẻ khiêu khích của gã đại. Hán, vừa khóc vừa kêu oan bỗng nghe có tiếng bước chân, tên ngục tốt sắc. Một thùng nước tiểu xăm xăm đi tới. Điệp Vân dù có kiên cường đến mấy, cũng chẳng dám chống đối, vội vàng hạ thấp giọng, tiếng khóc cũng im dần. Tên ngục tốt nguẹo cổ nhìn chàng mỗi lúc rồi nói. Tiểu tử! Có người tới thăm ngươi đó. Điệp Vân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi. Ai, ai vậy, tên mục tốt không đáp quay người đi ra lát sau nghe có tiếng mở khóa lại có tiếng bước chân vang lên đi về phía này tiếng bước chân của ba người điệp vân mừng rỡ chống tay định đứng dậy nhưng hai chân bủng rủng vô lực đành dựa người vào tường để ngồi thẳng lên chàng vừa cử động các vết thương khách người lại đau đớn thêm đặc biệt là nơi vai tiếng bước chân mỗi lúc một gần điệp vân mừng đến quên cả đau đớn nhổng người dậy kêu lên sư phụ sư muội tiếng bước chân của ba người một là của ngục tốt hai người còn lại nếu không phải là sư phụ và sư muội thì còn là ai nữa chàng đâu còn thân nhân nào khác bóng người đã hiện ra trước mắt điệp vân kêu lên sư tiếng phụ chưa kịp thốt lên đã bị nuốt ngược vào trong miệng chàng há. Hốc không kịp ngậm lại, hai mắt trân trối nhìn ba người đang đến gần. Thì ra, đi đầu là tên ngục tốt, kế đó là một thanh niên ăn mặc hoa lệ chính là vạn. Khuê, sau cùng là Thích Phương. Thích Phương vừa nhìn thấy Điệp Vân thì vội chạy vụt tới, hai tay bám lấy. Chấn song sắc kêu lên thảng thốt. Sư ca. Sư ca, Điệp Vân nhìn thấy Thích Phương hai mắt sưng đỏ, nhưng mình lại mặc. Một bộ áo váy gấm hoa, không còn mặc bộ áo vải mới lúc ở nhà ra đi nữa thì. Lòng đau như cắt. Cố giữ giọng bình tĩnh, hỏi. Sư phụ sao rồi? Có tin tức gì của người không? Thích Phương lắc đầu, hai hàng lệ chảy dài xuống má. Điệp Vân cố nén. Một tiếng thở dài, hỏi. Thế còn sư muội "Hiện muội ở đâu?" Thích Phương vừa lau mắt vừa thúc thích nói, "Muội đâu biết đi đâu, đành ở lại nhà vạn sư bá." Điệp Vân nghiến răng quát, "Đó là chỗ hại người, không thể lưu lại ở đó được. Muội mau dọn ra." "Ngoài mà ở." Thích Phương cúi thấp đầu nói, "Muội trong mình không có tiền bạc chi cả, hơn nữa vạn sư huynh cũng" rất tốt mấy hôm rầy ngày nào cũng lên huyện đường tốn nhiều tiền để lo cho sư ca được sớm ra ngoài càng nghe điệp vân càng nổi nóng lớn tiếng quát ta có phạm tội đâu mà cần hắn phải lo vài bữa nữa tri huyện lão gia xét thấy ta vô tội thì sẽ thả ta ra để hắn tốn tiền như vậy mai này chúng ta lấy gì trả lại cho hắn thích phương bỗng hòa khóc nói Tại sao, tại sao sư ca lại làm như vậy chứ? Tại sao lại muốn bỏ mặt tiểu? Muội. Điệp Vân lặng người, chàng bỗng hiểu ra rằng đến giờ này nàng vẫn cứ. Tin rằng chàng đã làm những việc ấy, tin những lời của đảo hồng, tin những. Thứ vàng bạc kia là do chàng lấy cắp. Cả đời chàng coi thích phương như. Thần như trời, chưa từng làm việc gì lỗi đạo đối với nàng. Vậy mà khi vừa gặp, nạn nàng, nàng đã không chịu phân biệt trắng đen dễ dàng rơi vào chiếc bẫy của thầy trò vạn gia trong thoáng chốc tự trong thâm tâm chàng trỗi dậy một nỗi thất vọng đau đớn đến cùng cực mọi hy vọng sống đều đã tan biến trăm ngàn lời muốn nói mà không nói được lời nào chàng như biến thành người tâm chàng cố sức mở miệng ra để nói một lời gì đó nhưng càng cố gắng thì càng không nói được lời nào, miệng mở ra, gân cổ nổi lên, mặt đỏ lựng. Vô ích. Không một âm thanh nào thốt ra được, kể cả một tiếng thét. Thích Phương nhìn thấy thần thái chàng trông dễ sợ như vậy thì kinh hãi, Không dám nhìn, vội quay đầu nhìn ra nơi khác. Điệp Vân làm đủ mọi cách vẫn không sao nói được thành tiếng, xảy thấy. Thích Phương quay đầu đi thì đau đớn than thầm, nàng ghét ta, nàng hận ta nàng hận ta vừa gặp hoạn nạn đã bỏ nàng trốn đi cùng một nữ nhân khác hận ta biến thành tên tặc tử xấu xa hận ta là một tên đồ đệ vong ân bội nghĩa sư môn gặp nạn lại cao chạy xa bay sư muội sư muội ơi nàng đã không tin ta đã căm ghét ta vậy thì nàng còn đến thăm ta làm chi chàng từ từ quay đầu nhìn vào tường cố tránh nhìn vào mắt thích phương Thích Phương quay lại, lau nước mắt nói. Sư ca, việc đã qua rồi thì không nên nhắc lại nữa. Chỉ mong sao, mong. Sao sớm có tin tức của cha? Vạn sư Huynh đang, đang cố gắng bảo lãnh sư. Ca ra ngoài. Địch Vân muốn thốt lên, ta không cần hắn bảo lãnh. Lại muốn nói. muội đừng ở trong nhà hắn nữa, nhưng đôi môi chỉ mất máy giật giật mà không nói được tiếng nào toàn thân chàng run rẩy đến sợi xích sắc cũng cô lên loảng xoảng xảy nghe tiếng tên ngục tốt hối thúc thôi đủ rồi tử ngục này chỉ giam toàn là tử tội trọng phạm vốn chẳng cho người ngoài vào thăm viếng nếu để bề trên biết được cả chúng ta cũng phải mất mạng chứ chẳng chơi cô nương à tên này cho dù có còn sống mà ra khỏi ngục thì cũng thành phế nhân. Thôi thì liệu mà quên hắn cho sớm, ở. Ngoài tìm mối khác mà chung hưởng hạnh phúc. Nói xong hắn lại đưa mắt nhìn vạn khuê cười cười. Thích phương nhìn tên ngục tốt vang xin. Đại thúc, xin chờ một lát, tiểu nữ còn mấy lời muốn nói với chàng. Xong quay vào lao phòng, thò tay níu áo địch vân dịu giọng nói. Sư ca, xin hãy yên lòng muội sẽ cầu xin vạn sư huynh cứu sư ca ra ngoài sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm cha vừa nói vừa đưa chiếc giỏ tre vào trong tiếp trong này có một ít lạp vị trứng chín còn có hai lạng bạc sư ca giữ lấy dùng khi cần ngày mai muội sẽ lại vào thăm sư ca tên ngục tốt không chờ được nữa lớn tiếng cắt cổng cô nương ngươi còn không chịu đi ra ta sẽ không khách sáo nữa đâu Đến lúc này vạn khuê mới lên tiếng. Điệp sư huynh, xin hãy yên tâm, tiểu đệ nhất định tận lực cầu xin huyện. Thái gia định án sư huynh sao cho càng nhẹ càng tốt. Tên ngục tốt cứ hối thúc luôn miệng, thích phương miễn cưỡng đứng dậy. Miễn cưỡng đi ra. Cứ mỗi bước đi lại quay đầu nhìn Điệp Vân một cái. Nhưng... Điệp Vân Thủy chung vẫn nhìn vào tường, toàn thân bất động như một pho. Tượng đá song một điệp vân chỉ nhìn thấy bức tường đá lồi lõm, chàng rất muốn quay ra nhìn thích phương một lần nữa nhưng người lại cứng đơ, muốn gọi một tiếng sương muội mà quay hàm cứng nhắc thốt không nên lời, chàng chỉ nghe tiếng bước chân ba người mỗi lúc một xa, nghe tiếng xích sắt khóa cửa loãng xoảng, nghe tiếng bước chân của tên ngục tốt quay lại một mình điệp vân lại thở dài nghĩ nàng nói ngày mai sẽ lại đến ai phải chờ cả một ngày. Và dằn giặc mới được gặp lại nàng. Giờ thì Điệp Vân mới cử động được, chàng giơ tay đến bên chiếc giỏ định. Lấy thức ăn. Bỗng một cánh tay lông lá lùng sùng thò tới giật phát chiếc giỏ đi. Chính là gã đồng lao hung ác. Gã thậm chí chẳng thèm nhìn đến Điệp Vân. Cứ lấy thịt trong giỏ ra ăn ngồn ngoàm. Điệp Vân nổi giận quát. Những thứ đó là của ta. Điệp Vân đột ngột có thể nói lại được như thường khiến bản thân chàng. Cũng không khỏi ngạc nhiên. Vừa nói vừa tiến tới định giật lại giỏ thức ăn. Gã. Đại hán chẳng nói chẳng rằng chỉ giơ tay đẩy một cái, Điệp Vân lão đảo té. Văn binh vào tường. Cái ngã làm chàng đau điếng, nhưng đồng thời chàng. Cũng thấm thía cái gọi là phế nhân mà gã ngục tốt vừa nói khi nãy. Ngày hôm sau Thích Phương không đến thăm chàng như đã nói. Cả ngày. Hôm sau nữa cũng không đến. Ngày hôm sau nữa vẫn không thấy nàng đến. Điệp Vân ngày nào cũng ngồi trông ra ngoài, giọng tai lắng nghe tiếng. Bước chân, lắng nghe xem có giọng nói nữ nhân nào không. Nhưng bao nhiêu? Ngày trông chờ là từng ấy ngày chàng thất vọng. Cứ như vậy đã 10 ngày. Trôi qua, Điệp Vân cơ hồ phát điên lên chàng kêu gào chàng khóc lóc vang động cả lao phòng nhưng thích phương vẫn không đến có chăng là những thùng nước tiểu mà tên ngục tốt dội lên người chàng và những trận đòn tàn nhẫn của tên đồng lao hung ác lại qua chừng nửa tháng địch vân đã bình tĩnh trở lại chàng biến thành một người trầm lặng có khi nhiều ngày liền chẳng nói lấy một lời vào một đêm trăng sáng cũng có bốn tên ngục tốt tay cầm đao sáng loáng tiến vào lao phòng áp giải tên đại hán đi ra điệp vân nghĩ thầm chắc là giải đi hành quyết vậy càng hay từ nay khỏi phải chịu những trận đòn vô cớ của hắn đêm đó trong lúc chàng đang mơ màng ngủ xảy nghe tiếng xích sắc loãng xoảng bốn tên ngục tốt áp giải tên ác đồ trở về lao phòng điệp vân hé mắt nhìn ra, chỉ thấy tên ác đồ toàn thân đẫm máu, xem chừng bị tra khảo bằng. roi da Tên ác đồ ngã vật xuống nền đá hôn mê bất tỉnh. Điệp vân chờ cho bốn. Tên ngục tốt đi khỏi mới đến gần, mượn ánh trăng rọi vào xem xét thương thế. Của tên bạn tù. Toàn thân hắn từ đầu mặt đến mình mẩy tay chân làng roi. Ngang dọc mà vết roi nào cũng hàng sâu, máu tươi không ngừng rỉ ra. Ngày Thường chàng bị hắn hành hạ vô cùng khổ sở, nhưng thấy hắn bị tra khảo giả. Mang như vậy cũng mềm lòng, vội đi lấy nước cho hắn uống. Cả đại hắn dần dần hồi tỉnh mở mắt ra, thấy Điệp Vân đang ngồi gần đưa. Ánh mắt đồng cảm nhìn mình thì bất thần vung xích sắc đập tới tấp lên đầu. Lên mình Điệp Vân. Điệp Vân tuy bị xích sắc xuyên thủng xương tỳ bà, võ công bị phế hết nhưng phản xạ vẫn còn. Thấy gã ác đồ bất thần nổi cơn điên động thủ thì thất. Kinh lùi xa ra tránh né. Nào ngờ gã ác đồ cũng bị xích sắc xuyên thủng xương. Tì bà, lại còn bị hành hạ đến dở sống dở chết mà sức lực vẫn còn rất mạnh. Gã đứng phát dậy phóng cước đá điệp vân văng vào tường đánh bình một. Tiếng khiến chàng suýt ngất đi. Điệp vân kinh hải buộc miệng mắng. Cô điên, gã ác đồ cất tiếng cười như điên cuồng, quát. Khổ nhục kế của ngươi làm sao che mắt được lão gia? Không hồn thì chớ. Có dở trò với ta. Điệp Vân cười nhạt nói. Bản thân ngươi còn bị người ta hành hạ chết đi sống lại. Mạng ngươi có. Đáng giá gì mà người ta phải dở trò này trò nọ với ngươi? Gã ác đồ nhảy phát tới, lại một cước như trời giáng đá vào hông điệp. Vâng, Gần giọng quát. Ta thấy ngươi còn nhỏ tuổi chưa làm điều ác gì nhiều, chẳng qua ngươi. Chỉ làm theo lệnh của chúng mà thôi, nếu không ta đã đập chết ngươi rồi. Điệp Vân vừa đau vừa tức. Nghĩ mình vô cớ bị tai ương phải lâm cảnh tội. Tù đã là bất hạnh, nay lại bị giam chung với tên tử tù điên khùng này để bị. Hành hạ thêm thật đúng là càng thêm bất hạnh. Từ đó, cứ gặp dịp trăng tròn thì lại có người tới áp giải gã giả ác đồ đi ra. Khảo, mỗi lần trở về lao phòng thì toàn thân bầm dập, máu me bê bết. điệp Vân giờ đã biết khôn, mặc cho gã trông thảm hại đến thế nào cũng chẳng. Thèm nhìn đến. Nhưng nào ngờ, chẳng nhìn đến gã cũng không yên thân, tất. Cả uất ức của gã đều được lấy lại vốn bằng cách hành hạ điệp Vân. Vừa đánh, chàng gã vừa quát mắng. Mẹ nó, cho ngươi nằm ở đây đến 10 năm, lão tử cũng không mắc lừa. Ngươi, chúng nó đánh tổ tông ngươi, tổ tông ngươi lại đánh ngươi. Cứ chơi cái trò này thử coi ai lời ai lỗ cho biết. Cứ làm như tại vì Điệp Vân mà hắn bị đòn không bằng. Kể từ đó cứ mỗi độ trăng tròn Điệp Vân lại thấy rầu rĩ vì biết cả ác đồ sắp bị đưa đi tra khảo cũng có nghĩa là chàng lại sắp bị hành hạ hà. quả nhiên tháng nào cũng vậy cứ đúng ngày rằm gã ác đồ lại bị đưa đi tra khảo trở về thì y như rằng điệp vân lại bị gã dần một trận vừa đấm đá vừa chửi bới cũng may mà điệp vân còn trẻ sức lực dồi dào nên mỗi tháng mỗi bị đòn mà vẫn chịu đựng được có lúc điệp vân cũng lấy làm kỳ hắn cũng bị xuyên thủng xương tỳ bà. Như mình nhưng tại sao công lực hắn có vẻ như chẳng bị suy suyển chút nào? Những lúc thấy hắn vui vui, Địch Vân đánh bạo đem chuyện ấy ra hỏi. Gã ác! Đồ chẳng những không trả lời mà lại còn nổi điên đánh chàng một trận nên. Thân! Thấm thoát mà đã mấy tháng trôi qua, đông qua xuân hết, thời gian đã. Gần một năm qua đi. Điệp Vân đã quen dần với tình trạng của mình, cả nổi. Đau tâm hồn lẫn nỗi đau thể xác đều trở nên tê dại. Những ngày này, để tránh. Những trận đòn quan uổng từ phía gã ác đồ, Điệp Vân thậm chí chẳng dám. Nhìn thẳng vào mặt hắn. Chỉ cần không nói chuyện, không tiếp xúc gì với hắn. Thì trừ những đêm trăng tròn, còn thì gã cũng chẳng đánh đập chàng nữa. Một buổi sáng, khi tỉnh giấc Điệp Vân bỗng nghe có tiếng chim én ríu rít. Bên ngoài, chàng chợt nhớ ngày xưa thường cùng thích phương xem cảnh. Chim én xây tổ, bất giác lòng lại xót xa vô ngần. Chàng nhìn về phía có tiếng. Chim én kêu, thấy đôi chim én bay lướt qua cửa sổ căn lầu ở trên cao. Thường. Ngày, những lúc buồn chẳng có việc gì làm chàng thường nhìn lên cửa sổ căn. Lầu ấy, cũng chẳng biết chủ nhân căn lầu ấy là ai, chỉ thấy cửa sổ đóng kín. Suốt ngày, nhưng trên bệ cửa sổ lúc nào cũng có một chậu hoa tươi bất kể. Xuân hạ thu đông. Lúc này trên bệ cửa sổ chưng một chậu hoa mạt lợi, hoa. Lại. Điệp Vân đang suy nghĩ vẫn vơ bỗng nghe gã đại hán khẽ thở dài. Gần. Năm trở lại đây nếu gã không chửi bới la mắng thì là tiếng cười điên dại, còn không nữa thì im lặng cao có đây là lần đầu tiên gã thở dài tiếng thở dài nghe đầy thương cảm điệp vân không kềm được lòng mình len lén quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên khóe miệng gã đại hán thoáng hiện một nụ cười nét hung hãn thường ngày biến mất sau một gã chăm chăm nhìn chậu hoa lại trên cao điệp vân sợ gã bất thần nhìn lại thấy mình đang quan sát gã thì e Tràng lại sinh chuyện nên vội quay đầu đi không dám nhìn gã nữa. Từ ngày phát hiện ra điều bí mật này, sáng nào Điệp Vân cũng lén quan. Sát gã đại hán, y như rằng thấy gã đang chăm chú quan sát chậu hoa bày trên. Cửa sổ, những lúc đó thấy gương mặt gã thật hiền hòa, thậm chí còn mỉm cười. Nữa, mùa xuân thì mạc lợi, mai quế, mùa hạ thì đinh hương, phụng tiên trong nửa năm ấy địch vân và gã đại hán nói với nhau chừng mươi câu